Hello cả nhà yêu, hôm nay Biển lại làm một món ăn dân dã bình thường. Ôi thằng kia, ôi, chào bác Biển câu nào. Chào Biển à, đi cô về đây nè. Thế cô đám cưới à? Cô nhà này. Cháu không có biết đâu. Mày chỉ biết đi ăn này nữa. Chào câu nghiêm chỉnh, đứng vuông vắn thế nào. Nhìn đi. Chào bác Biển nha. Chào bác Biển nha, cháu chỉ chào bác Biển này. Nô ấy. Tu nè, tu chơi với em này đi. Đây, cả nhà này. Đây là anh nó đấy. Thằng Nô này là anh của bọn này. Đấy. Nhà mình nhiều chó lắm, tại vì là nuôi kinh doanh chó cả. Con này là 43 cân này. Em nó này, này. Em nó đang học ăn cơm đấy. Nó nằm cứ rải rác lung tung, mỗi con một chỗ. Nô đâu, nô ngồi rồi. Thằng Nô yêu quý nhà mình này. Cả nhà này. Con mẹ nó đẻ ra con này, con nó đang học ăn cơm nữa. Mẹ nó là Đức, cho Đức, nhưng Đức là không phải Đức thuần chủng, Đức là ép thứ bao nhiêu này. Tờ đen đâu đấy, nó hiền lắm. Đen lắm, tờ đen, mình cứ gọi là con đen, là chó mình con nào cũng phải có tên hết. Đây là nó đẻ nứa này, nứa thứ gần chục nứa rồi, chục nứa rồi, đúng rồi, nó phải đúng chục nứa rồi. Đây con mẹ này, mẹ Đức 37-38 cân hết cả nhà, đang đẻ, nó đang nuôi con, ngủ say như chó con say sữa. Hôm nay nắng quá, vừa hay gật hái xong thì nắng nôi nhọc nhằn. Ôi, cứ liên thuyên nhiều này, Biển này làm món gọi là gì nhỉ, hoa đu đủ đực xào với rau dớn, ngon lắm cả nhà. Biển này đi chuẩn bị thôi. Đấy cả nhà này, hôm qua mình đi kiếm được ít bông hoa đu đủ. Đây là hoa đu đủ đực đấy. Hôm nay mình sẽ xào với này rau dớn. Đấy, cả nhà này, rau dớn này Biển kiếm được cái bãi này, Biển cái cấu về để ăn thôi, không phải mua bán gì cả, đi ngó mấy rắn này kiếm được. Đấy, cà gai non đấy, không phải có mấy tẻ gì đâu. Đấy, hoa đu đủ, rau dớn, cà gai và cái rau này, cả nhà biết rau gì nữa không? Cây này mình gọi là cây rau nạc tiên, tốt lắm. Nhà mình cũng rồng nhưng mà gà nó mổ chết hết rồi. Đấy. Rau dớn này, hoa đu đủ đực này, cà gai. Bây giờ tiên, bây giờ Biển đi nhặt sạch đi, rửa sạch đi, bắt đầu mang đi trần xào ăn ở nhà. Đấy, ngon cho cả nhà. Hoa đu đủ đực đấy, và rau dớn này, chùm cả gai, ngon chưa? Gai ngon lắm. Giòn tan, rất ngọt. Đi ngó bấy rắn trong kia thấy cấu về. Nô mới đổ gà, nô chỉ ăn thôi. Cái săn chuột là giỏi, bắt mèo là giỏi đâu. Gà nhà mình nó dạn lắm cả nhà. Nhìn cả nhà, rau dớn non chưa? Đấy, tuyệt vời. Đáng lẽ là mình ăn hôm qua nhưng hôm nay mình để tủ lạnh nên mình mới làm. Giống là cấu về ăn ngay thôi. Cấu nó cứ thế này ăn được hết thôi, nhưng mà mình kiếm được mình cứ nhặt, cái là ngon thì mình ăn mà. Rau dớn biệt rau của biệt danh gọi rau, gọi là thần dược của các loại rau à? Đấy, vua của loại rau này, nhưng mà ngon lắm cả nhà. Ngon gì cả nhà, đấy, của nó là chọn phải lúc toàn nó ngọn mà như này ăn mới đã này.
Rau dớn nó hoa đu đủ đực. Kiếm được cái hoa đu đực ở mình thì khó lắm. Cả nhà này. Cà gai này lấy hẳn các loại cà gai nó này, ăn nó ngon. Cả nhà này, hoa đu đủ này, cà gai này, đấy, ngọn đu đủ này, và cây rau nạc tiên này, đấy, tất cả xào lẫn của cả gai dại ấy, và rau dớn. Mệnh danh của các loại rau là vua của loài rau à, thần dược à. Cái loại này mình ăn nó bình thường đấy, như thế lá đu đủ non này. Lấy cả cái cây hoa đu đủ được đực lên luôn. Rửa hồ lốn tất là mang đi trần nước sôi. Đun nồi nước sôi lên trần thế là mang ra xào. Xào tỏi thôi. Hôm nay mình không làm nộm nữa. Cái món này làm nộm được ấy. Nên mình ăn được cả cái nụ hoa nạc tiên này hết này cả nhà này. Nụ hoa nạc tiên đấy. Mai mốt cái cây này nó ra quả nó chín nó ra ăn ngọt lắm. Cái này sao được một đĩa thôi. Nhiều lắm như biển thì lấy đủ ăn thôi. Tại cả nhà có mỗi mình ăn thôi. Đấy, cả nhà này. Sau khi rửa sạch sẽ xong rồi. Đấy, mình đang chờ nước sôi để đi trần. Rau đủ lá này. Nạc tiên này. Rau dớn này. Nguyên. Từ này là sao được đĩa to tướng. Ta không ăn. Ngon lắm cả nhà. Mình sao tỏi. Mang sao tỏi rất đỉnh luôn. Mà làm nộm cái này cũng được. Đầu tiên là cái này non ăn được tất cả cái này là cả nhà. Non là ngon ăn được hết. Quả này. Có nơi người ta gọi cái rau này là rau gì nữa cơ. Mình không để ý lắm. Tí nữa chờ nước sôi mà mang đi trần xong là đập tỏi và xào ngon lắm. Làm nộm cũng ngon. Cái nào à? Hả? Alo. Mà nhìn đẹp đó, nhìn đẹp đấy nhé, nuôi nhìn đẹp, em nuôi nhà biển đấy, em này cưng nhất, khôn lắm cả nhà, cực kỳ khôn luôn, nhà biển 4 con như này, mỗi con trên 40 cân một con hết, ngoan lắm, nó đang nằm ăn vạ đấy, cứ dậy đi, nhìn lên nào, ngoan lắm, re nè, biển đi trần rau lên liên thuyền nhiều quá nhỉ. Đấy, cả nhà đây là nồi canh cua, vợ mình lại nấu canh cua để cho mấy con ăn với bà già ăn canh cua này cả nhà. Đấy, vừa cho vào cái gạch nó vẩn vẩn. Đấy, cua nhà quê đắt lắm cả nhà, mở vung ra không còn đợi vung mà rau nó đỏ hiểu chưa. Nấu ăn vợ mình nấu ăn nó dốt lắm cả nhà, không bằng mình. Đây là mình bắt đầu là trần cái này. Xào bóc mấy củ tỏi cái. Mấy củ tỏi bóc để mới xào cái này cái. Cành cua nấu rau muống này cả nhà, ngon lắm. Mấy bà cháu nó ăn thích ăn cành cua. Bà già mình năm nay ngoài 80 rồi. Thích ăn canh cua với này, dân dã ngày xưa đâu. Cái đồ thịt thà nhà bà cũng thích ăn. Nhưng cả nhà này, cua cái thời bây giờ có nó không còn như ngày xưa nữa, cua lui. Đấy, nấu rau muống ra vườn, nhà mình không có vườn, cứ đến nhà các anh em ở bờ ao cũng như dòng đầy cấu cành cua nấu rau muống này rất ngon, cà pha càng tốt. Còn đây còn cái món của biển này. Đấy, đun sôi bùng này cả nhà, trần ra đi. Mà vớt ra cái thế này là làm nộm thì làm, tôi biển hôm nay là xào tỏi cho nhanh. Này làm nộm ăn ngon lắm, hồi xưa mình làm một cái video làm nộm rất chi là ngon.
xong là lúc quên không lưu vào thế là thoát xóa đâu mất ấy. Cái video làm nộm rau dớn ngon quá, tiếc rồi. Tỏi này để xào rau dớn ấy. Hoa đu đủ được xào rau dớn là cái tỏi này. Hai thằng này mình cứ đi đâu đi theo đấy, đứng xuống bếp nấu ăn nó cũng đứng nó nằm theo hai bố con nó đấy. Thằng bố này, thằng này năm nay nó 10 mấy tuổi rồi, khôn lắm. Nhà mình cụ nói cái gì nhỉ? Chó giữ mất đáng giềng, giữ lắm không ai vào được đấy, hai bố con nó nằm đấy. Còn mấy con trên kia thì tỏi thơm chưa cả nhà, thơm lắm. Thì mình cho rau dớn vào. Cái này là mình xào mỡ lợn, thơm như cả nhà thôi. Mình nói thơm thế thôi nhưng mà nghĩ là sao được đâu. Cháo nó măng của mình, cháo măng nấu ăn này vất vả hết đấy. Nghệ thuật nấu ăn rất vất vả, nóng lắm. Chỉ bị sang tháng 8 đáng tiếc là nóng ghê. Khi nào chín lại đổ nó cái tỏi bớt lại vào. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Đấy, hôm nay đấy, mình xong một trời lâu quá cả nhà. Đấy làm cái món ăn rất là lâu. Rượu cả nhà này. Đây là rau dớn. Rau dớn xào hoa đu đủ. Hoa đu đủ được á. Rau dớn với hoa đu đủ được, mấy cây nạc tiên với quả cà gai, ngon lắm cả nhà. Cà gai cả nhà. Xào nó ngon lắm. Chút chi là ngon luôn. Đây là đu đủ. Bút đu đủ, mấy cái hoa đu đủ. Mình luộc nó hơi dừ đi một tí ăn đắng. Nó bình thường trần qua nước sôi thôi. Mình làm này ăn đảm bảo an toàn. Công nhận ngon thật đấy. Xào nó hợp vị thế. Đấy. Hoa đu đủ đực này. Rau dớn này, rau nạc tiên này, quả cà gai này. Những cái rau dại là mình kiếm được mà. Bẫy rắn bẫy giếc. Ngon lắm. Còn đây là rau muống nấu canh cua này cả nhà. Canh cua. Gạch cua với cua nuôi nó không có gạch mấy đâu cả nhà. Rất chi là ngon. Ngon lắm. Đây cả nhà này, còn đây là cá kho với măng dấm ớt của mình á. Chứ không phải măng chua đâu, măng dấm ớt cay lắm. Bữa nó sáng lúc trưa mình ăn, còn bữa chiều mình ăn nốt. Cay ngon lắm. Còn đây là cá kho tương. Cái này là cá kho tương ta đấy. Kho tương rất ngon, thơm ngon lắm, đặc trưng của vùng quê. Cái kho mì tương măng dấm ớt đấy cả nhà. Cả nhà này. Đấy. Mình có muối măng mì ớt mì tỏi này để chuyên để kho cá ăn là một này. Mình nấu gọi là nấu vịt viết ăn rất ngon. Măng này măng muối măng đến bữa mà không ăn không này cũng được, cứ thế là gắp ra một bát con ăn thơm ngon lắm. Măng tre đấy, tre gai đấy. Gọi là vào tới cái phòng ăn gọi là mùi thơm lức luôn. Gì đấy. Ngon lắm. Cơm canh rau canh cua. Mình phải làm ban này uống sướng đời. Canh cua này uống mà trong này gặt đang nắng phơi lúa xong nắng quá. Nắng này bà con mới được nhờ, nó nhanh ráo vỏ.
Mát ruột thật, sướng thật. Đây là, đây cũng là cá, cá như là cá mình kho giấm ớt á, măng, măng muối ớt ấy. Ngon lắm cả nhà. Để cá song luôn. Người nhà khỏi bát đũa thì vất vả. Cá này có kho tương này khác. Ông anh cũng cho con cá mấy cân xếp. Bà cần mấy ăn mấy vài ngày có đã hết rồi. Đó, nốt bữa này còn thừa thiếu cho các em ăn. Vẫn là ngon nhất là cái món này. Nạ miệng mà ngon, đỉnh lắm. Rau dớn hoa đu đủ đực, xào lẫn. Cả gai, cả gai dại ấy. Biết gì không? Xin chào cả nhà nha, kết thúc video ở đây. Cả nhà xem hay đăng ký ủng hộ cho Biển nha, cảm ơn rất nhiều.